cả nhà. Ông ấy đang cái sợ chị tỏ ông túi bên này còn chỉ đường. Hai đứa mình đi đi làm toán cái mấy con số. Đi lô tô lô tô. Lô tô bình thường thôi. Lô tô là giải ngố, giải nghĩ. Lô tô là cái chỗ hai chị em mình thích đi nhất. Nó rất là nhẹ nhàng. Giống như như mấy người giống già như giải trí đi, giải trí, giải trí gì đó. Tại vì tính cách của tụi mình đó, nó cũng là già dặn cho nên mình cũng đi giải trí giống mấy người già. Ở xứ Mỹ này không có gì mà để mà chơi này, này kia nọ. Qua lúc ban đầu thì mình thích đi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Đi rồi cái nào mình biết rồi á, mình cảm thấy nó nhàm chán, mình hết hứng thú. Thường thường con người mình vậy á, cái nào mà mình biết rồi là mình không còn hứng thú nữa. Đi vòng qua vòng lại thì không có gì khác nhau, chỉ mỗi cái tên là nó khác rồi. Cũng vậy thôi. Nên là ở chỗ này là lô tô là thỉnh thoảng mình với chị Chí Hương mới đi. Bỏ chồng để đi chơi buổi chiều, là giờ này là hình như là tao đi lễ sáng lễ chiều này chị. Ờ đúng rồi. Ừ, biết thế mà nếu mà chị bận thì chị đi lễ chiều nhờ. Ừ. Được đấy. Cả hai lễ có luôn mà, gần nhà mà. Thật sự mà qua Mỹ á, qua mà kiểu một mình á, mình khó kiếm bạn chơi ha. Sao mà kiếm được bạn mà chơi, đâu có gà. Bây giờ em thử nghĩ coi, ví dụ như là một người bạn đó, nếu mà cùng làm cái chỗ làm của em thì em có đi chơi được. Chẳng hạn như hai chị em mình giống nhau này. Không giống nhau được, tại vì mỗi người đi qua thì Mỹ. Thì đấy cho nên là mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Với lại cái độ tuổi khác nhau nữa. Độ tuổi khác nhau với lại khó chơi. Không. Có nghĩa là nhiều khi cũng là chân lật tuổi nhưng mà hợp thì cũng vẫn chơi ok. Nhưng mà vì công việc mỗi người một cái chỗ làm việc nó khác cái giờ. Nhiều khi người này ra này kia nè, đâu có trùng để nghỉ mà đi chơi đâu. Với lại gì nữa biết không, với lại là người Việt mình ở đây không có nhiều. Nên là để mà gặp nhau á, mà để chơi á thì không có nhiều để mà chơi. Thật sự là em là may mắn được cái là em có cái kênh YouTube. Nên em được biết người này người kia. Chứ không là cũng thua. Tại mình đi làm mình không có thể nào mà có những người mà cùng độ tuổi với mình hay sở thích hay ăn uống hay là trình độ nữa. Giống như tuổi 9x á thì nó không, nó khác 8x, nó khác 7x, nó cũng khác nhau rất là nhiều. Nó chơi khác mình, nó ra sao thế hệ rồi nó cũng có nhiều cái khác đó. Còn mấy chị lớn đi trước thì cũng khó. Nhưng mà qua xứ Mỹ này ai cũng có cuộc sống con chen, nên là ai cũng đầu tắt mặt tối. Nó đi làm không mà, nên là đi chơi không có. Nên là nhiều khi mình cắm đầu, cắm cổ mình đi kiếm tiền, rồi mình không có cái mà giải ngố, giải ngí với mình á. Nó cũng mệt ha. Đúng, lâu lâu mình stress đi chơi lắm. Trời stress. Ơi không phải giỡn đâu, mỗi người có một cái stress khác nhau á. Căng thẳng khác nhau, nhẹ hay là nặng tùy. Đều có cái phải lo. Nhưng nên là tụi mình mà được đi chơi là đi. Ăn là cứ ăn. Đúng rồi, chơi cứ chơi, thời buổi đâu có biết được. Người ta cứ nói già là chết, thật sự là mình trẻ rồi còn chết chi già. Cho nên là những người già bên đây người ta thích gì ta mặc, thích ăn thì ta ăn. Người ta đâu có khen là người ta đâu có quan trọng quan tâm là cái áo đó trẻ tụi bay mặc, tao cũng mặc được. Nào tao cứ mặc, tao thích là tao làm. Trời ở ngoài nó hơi âm u nữa. Là hên là có kênh YouTube nên là có bà chị bà lết tới bà vô bà ở chung mình luôn. Thật sự đâu có phải kiếm được một người để mà thân thuộc mà để mà hiểu được mà ở đâu. Mà dễ nói chung là nói chung là hai chị em mình, một người thì đúng đang gặp cái chuyện gì đó gặp em, mà hên là tính chị á không phải là thuộc dạng là ba cái người, mà không phải mình nói là vơ đũa cả nắm thì em hiểu không, kiếm một người để mà thật thà, mà giống như thẳng thắn, mà không có cái chuyện rốc lầm này kia đó. Tại vì cái thời điểm mình qua giống nhau. Cái trường rồi. Hợp mình qua cũng giống nhau. Đúng rồi, khá là nhiều giống nhau. Nếu đúng mà rồi. Thằng qua mấy chục năm, thằng mới qua mơ mà có thể chơi được đâu. Đúng rồi, không được. Không được. Rồi với lại ê, nói gì nói chứ bữa nay cái nông nheo của em nó hơi bị dài. Đó, em nói xài đó mà chị không tin thì em cứ xài thôi. Thì em xài đi, không? Em cứ là con chuột bạch trước đi hả? Rồi em xài không ngày đó, lâu rồi mà. Ý là nó nhiều khi nó có cái nhưng mà em không? Lấy cái mascara này là cái độ nó không có dày nhiều á, nó chỉ là tự nhiên thôi. Không phải, nói tóm lại á, cái độ lông tóc của em nó nhiều, mặc dù cái chỗ đó có nhưng mà nó cũng có thể là tại vì nó bị rụng thôi chứ giờ. Thật sự không, em có cái này, xài cái này nó ra nhỉnh hơn một chút. Chứ của em cũng có chứ không phải là không có. Mà xài đó nó
mình xài điều, nó ra rồi xong rồi mình xài thêm mascara. Cái này là cái mascara nhẹ nè, có loại mascara nó dày hơn nữa là cái mắt mình nó còn bự hơn. Hay là em đeo mắt, bữa nào mà em gảnh lên bữa nữa là em đeo cái giả nữa, nhìn con mắt nó thiệt là to luôn. Nó thật to, đúng rồi. Tùy, cái này là mình đi chơi nhẹ nhàng thôi, mình không có cần ấy. Nhưng mà có đi chơi cho nó đỡ buồn. Làm phải chơi chứ, làm là cũng làm như trâu bò. Làm nói chung là tụi mình là dân là làm, không ai làm lại mình. Nếu mình làm chăm chỉ làm, cài tàn dẹp mới qua mà chưa có điều kiện, chưa có gì trong tay hết là. Nhưng mà nói gì chứ bị lấy được à? Lại chuyện đi, có nghĩa là mỗi người mỗi tính nhá. Mình nói lên đây không phải là mình nói xỉa xâm xỉa ai, nói chung là cũng có mỗi người một tính. Ví dụ như là chị em mình chơi với một cái mức mà biết cách dừng lại, hiểu không? Không có quá giống như là chơi mà chơi kiểu chơi bạc mạng. Mình chơi giải trí có đâu mà bạc mạng, mình có gia đình để lo, đúng không? Bạc mạng thì có nhiều người nên đeo bạc mạng là tại vì người ta không có ai để lo, để lại làm gì? Chơi cho đã tay, đầy người vậy làm chủ cả, nó có đầy đủ để chơi. Nói nó bỏ nói băng America nó có chỗ này không? Ủa mà muốn đi băng America hả? Có nghĩa là chị muốn rút tiền đấy, nếu mà đi về tối mình đâu có rút tiền, ngày mai chị gặp Vũ rồi mình chỉ, tại vì hôm nay nó không có làm việc, em hiểu không? Nếu mà nó làm việc ngày nay đi vô thẳng luôn lấy một cục ra, hiểu không? Cho nên là bắt buộc phải rút tiền ở MTM thôi, tại thứ bảy chủ nhật nó off mà, nó đóng cửa mà. Đi lại cái sớm có người, đi qua cái sớm bên đó rồi có người mình đánh cái bang America ở gần rồi nó hiện lên đâu mình chạy tới đó. Hôm nay trời cũng có vẻ muốn mưa, muốn mưa chắc chiều mưa. Chiều muốn mưa. Thằng
Minh với này thằng Thanh vẫn còn cái tính ích kỷ. Ở trước cái khu vực này là leo khi mà ở bên North Carolina qua là ông hỏi vòng vòng đây nè. À vậy hả? Rồi xong ông đi Hà. Rồi xong ông mới chuyển xuống dưới. Cho dành chi cái chỗ khu vực này là leo gần. Ông biết. Ừ. Là khu đây có chuồng ngựa. Rồi xong rồi xu đây có chỗ cho lô tô gần. Ừ. Ở chỗ này cũng vui chứ hả? Ừ. Thật luôn đấy. Nơi đâu nó cũng có cái hay của nó. Chạy rồi cái nó quen đường chút xíu là tới. Ủa cái seafood nó khác à? Steak seafood nó khác nữa hả? Cái cái buffet nó khác. Buffet khác. Nói chung ăn cũng được thôi chứ buffet. Cái chỗ này là Mel Thầm Melan City gì đấy hả? Cái chỗ này Melan này. Cái này là Melan nhưng mà cái county nó khác. Ờ. Cái county cái mỗi cái quận nó khác nhau á. Không biết là Leo hỏi chị là cái bằng lái của chị nó ở đâu, chị nói là đổi ở Maryland chứ ở đâu? Mày Maryland luôn. Ý là nhưng mà trên Silver Ring. Thích thì mai mốt lấy cái giấy đó rồi xong rồi đổi vô địa chỉ nhà tôi luôn. Ừ. Chứ chị không ở gần mẹ của em nhưng mình bạn biết tính bạn thoải mái bạn thoáng. Nhưng mà đụng bà cũng không có hiền đâu, ai đụng mà bà cũng chết á. Không dễ đạch đạch vậy đó. Ủa tí nào em đi đường nào vậy? Để em quên quẹo em đi nhỉnh lên xíu luôn à. Đi đường này cũng được. Nào cũng được. Đi ghế quen đường rồi. Ừ. Mình chạy sát sát gần đấy, đừng có đi xa cái chỗ đường ra quá, hiểu không? Chứ mấy chỗ nào gần gần đậu mình đi bộ xa cũng nguy hiểm. Nó kêu là bánh gồ, mình còn kêu lô tô cho dễ biết thì thôi. Spring bingo. Nó đâu có chỗ đâu mà đâu gần. Đó có một cái bạc kinh. Đồ sao nào? Chỗ này đấy cũng được. Chỗ này cũng được phải không? Từ nhà chạy qua đây chắc 40 phút quá à. Bà chế tôi là bà đi chơi lô tô là bả lem nước theo hộp dưa rồi cắn vậy đó mọi người cho đỡ buồn. Nói chung cái tính bả leo là thích ăn uống ăn vặt, còn mình thì lười lắm, mình chỉ làm biếng ăn. Nhưng mà đi chơi chơi vui vậy mà đây không có gì chơi giải trí giải ngố thì mọi người ơi. Đấy, nhiều người lớn tuổi người ta đi vô đây nhà buồn stress đi vô đây chơi. Nè, đó, lô tô nè mọi người ơi. Giờ lô tô. They'll let you know now we're gonna play the buzz and balls with the first game. So. Cái gì must be 18 years of age with picture proof to play. You must use a dauber at all times to mark your cards. You have one. That's good. Are there any others? Last call. The game is closed. With two winners on the game, each receives $38. We'll continue on looking for the fine. Regular games start at 2. I am not the caller. Bây giờ về. Cái gì á? Cái gì á? Bây giờ về mọi người. Cái gì á? Nói gì á?